Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên tự hào có làng Nôm, một làng Việt cổ quý hiếm được hình thành từ đầu công nguyên thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Một ngôi làng có tới hai di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, đó là chùa Nôm và đình Tam Giang. Nhân kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hưng Yên 1831-2011, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm ngày tái lập tỉnh, chuyên mục Đất và người quê nhãn xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm chùa Nôm, một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn của tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, chùa Nôm cách thủ đô Hà Nội khoảng 35 km. Đến thăm chùa Nôm, nếu quý vị và các bạn đi theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng, thì đến cây số 19 rẽ trái theo đường sắt khoảng 5 km sẽ là đến xã Đại Đồng. Còn nếu quý vị và các bạn đi theo hướng từ Hải Dương, Hải Phòng lên Hà Nội, đến phố nối rẽ trái theo đường 196 khoảng 9 km sẽ là đến xã Đại Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chùa Nôm, quý vị và các bạn sẽ đi qua cây cầu đá chín nhịp với sức trường tồn gần 400 năm, cùng với lối kiến trúc vô cùng độc đáo, nói lên sự hưng thịnh của làng Nôm một thời. Chùa Nôm hay còn gọi là chùa Linh Thông hoặc Linh Thông Cổ Tự. Chùa được xây dựng trên một khu đất cao rộng khoảng 8.000 m2 thuộc làng Đại Đồng, nay gọi là làng Nôm. Phần chính của chùa được thiết kế theo hình chữ đinh, gồm tiền đường và hậu cung. Nét đặc sắc nhất của chùa được thiết kế theo lối kiến trúc tiền Phật hậu Thánh. Ngoài phần thờ Phật, chùa Nôm còn có hai tòa điện thờ Thánh, nói nên sự hòa hợp giữa các tôn giáo trong tín ngưỡng của người Việt. Cái chùa Nôm là mấy trăm năm rồi, trước đây là rừng thông. Đấy, rừng thông thì nó cao lắm, mà cũng như cây thông cao đi 15-2 cây số vẫn cứ nhìn thấy cái chùa Nôm. Qua cổng chùa uy nghiêm đồ sộ là tiền đường, phía trước tiền đường là một khu đất rộng, xưa kia là đồng ruộng canh tác, nay được thay thế bằng một hồ nước nhỏ có vọng lâu ở hai bên. Phía trước sân là hai cây muỗng cổ thụ, không ai biết cây đã tồn tại từ bao đời, qua bao mùa mưa nắng, hai cây muỗng đã trở thành một phần linh khí không thể thiếu được của chùa Nôm. Tòa tiền đường của chùa Nôm gồm 7 gian dài 18m, rộng 4m. Đây là nơi lễ bái chính của nhân dân và quý khách thập phương. Tiền đường là nơi lưu giữ rất nhiều hiện vật cổ quý hiếm của chùa. Ngay chính gian giữa của tòa tiền đường có treo tấm hoành phi khắc 4 chữ Hán lớn, từ quang phải chiếu, được dịch nghĩa là đạo Phật sáng tỏ chiếu rọi khắp mọi nơi. Thiện ác trực thông tam giới địa, thăng trầm phả độ thập phương nhân. Dịch nghĩa là thiện ác thẳng ngay trong ba giới, thăng trầm phả độ khách mười phương. Tiền đường được làm theo kiểu tường hồi bít đốc, mái trước dài hơn mái sau, lợp ngói mũi. Lòng nhà tiền đường gồm hai hàng cột chính, mỗi dãy 6 cột bằng gỗ lim. Mặc dù đã trùng tu nhiều lần, nhưng tiền đường vẫn giữ được phong cách cổ truyền và giá trị truyền thống. Gian giữa của tiền đường đặt nhang án, phía trên treo ba bức hoành phi. Bức cửa võng trang trí 9 con rồng trầu, nói lên sự hưng thịnh của đất nước thời bấy giờ. Hai gian cạnh đặt hai pho tượng hộ pháp ngồi trên lưng long mã. Hai gian đầu hồi là hai bệ thờ, có bia hậu và bát hương. Tòa tam bảo gồm 4 gian vuông góc với tiền đường. Tam bảo có hai hàng cột cái, không có cột quân, các đầu kèo đều gối vào tường. Tòa tam bảo dài 8m, rộng 7m, hai bên tam bảo để hai cửa ngách, vừa để lấy ánh sáng, vừa là lối đi ra hành lang. Dưới các xà hạ là các bức cửa võng sơn son thiếp vàng, được trang trí thiết kế với nhiều đề tài khác nhau, vừa có giá trị nghệ thuật, vừa mang tính giáo dục về triết lý nhân sinh. Ở chùa Nôm có rất nhiều loại tượng thờ khác nhau, các lớp tượng chính chủ yếu tập trung ở tòa tam bảo, hàng trên cùng và sâu nhất của Phật điện là ba pho tam thế Phật. Lớp tượng thứ hai là bộ tượng A-di-đà, ở giữa là A-di-đà, hai bên là Văn Thù và Phổ Hiền. Lớp tượng thứ ba là tượng A-di-đà. Từ xa xưa, người dân Việt coi Ngài là vị cứu tinh, giải thoát cho những tâm hồn đau khổ. Tiếp đến là tượng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu.
Ngọc Hoàng là chúa tể cõi trời Nam, Nam Tào là thần coi việc sinh, Bắc Đẩu là thần coi việc tử. Ba vị thần này vốn thuộc về đạo giáo, nhưng ở chùa Nôm lại được bố trí thờ cùng đạo Phật trong quả Tam Bảo. Điều này phần nào giải thích được sự hòa hợp giữa các tôn giáo tín ngưỡng của người dân Việt. Người dân làng Nôm tự hào về chùa Nôm bởi đây không chỉ là nơi phục vụ tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Chùa Nôm còn lưu lại dấu tích của cả một thời kỳ, người dân làng Nôm một lòng đi theo đảng, cùng dân tộc đứng lên bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chùa Nôm đã trở thành một phần linh hồn, một chứng nhân lịch sử gắn bó với người dân nơi đây, cả trong thời bình cũng như trong thời gian chiến tranh loạn lạc. Chùa đã là nơi hội họp của cán bộ quân dân du kích địa phương và cũng là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng. Ngay dưới chân tượng Đức Ông còn có một căn hầm bí mật, đây chính là chứng nhân lịch sử cho một thời kỳ quân và dân địa phương anh hùng chống giặc ngoại xâm. Hành lang của chùa Nôm mỗi bên gồm 10 gian, một đầu hành lang nối với gian thứ hai của tiền đường tạo thành một không gian khép kín. Nơi đây còn lưu giữ được 18 pho tượng vị La Hán, mỗi bức tượng một dáng hình, một vẻ mặt như muốn căn dặn người đời hãy làm những điều hay lẽ phải ở chốn trần gian để mong đi qua hết kiếp khổ kiếp nạn mà lên cõi niết bàn. Qua bao thăng trầm, các pho tượng vẫn còn nguyên những đường nét tinh tế, nói lên sự tài ba của cha ông ta trong nghệ thuật điêu khắc dân gian. Bởi ở sâu thẳm trong mỗi bức tượng còn lưu giữ những bài học vô giá về giá trị sống, về sự vượt lên chính mình của mỗi con người. Ở chùa Nôm mà cái nét nổi bật nhất thì nó cái vốn, tên vốn cổ là tên chùa Nôm. Cho nên trên đất nước thì rất nhiều ngôi chùa có tên trùng hợp với nhau, nhưng đặc biệt chùa Nôm thì nó có chỉ có một. Thế và cái đặc biệt nổi bật nhất ở chùa Nôm nữa là nó gắn liền với cái dòng lịch sử. Và trong ngôi chùa thì còn nguyên vẹn là cổ kính. Và trong chùa Nôm có một cái đặc biệt hơn các ngôi chùa khác là ngôi chùa Nôm nó có 128 pho tượng đều bằng đất hết, mà còn giữ nguyên vẹn từ thế kỷ 15 đến bây giờ. Thế là cái sự nổi bật của chùa Nôm. Ở đây chúng tôi còn giữ được nguyên vẹn là một cái pho tượng cửu long, đấy, và một cái chuông, đấy là những cái là quý giá nhất mà đã bao nhiêu đời nay mà vẫn lưu truyền lại được. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái hoành phi câu đối, đấy, vẫn còn nguyên đến bây giờ, chưa trùng tu gì cả, nhưng mà thực ra ngày xưa là các cụ là làm cái chất liệu rất tốt, cho nên bây giờ vẫn còn giữ nguyên được. Phần Tam Bảo là hầu như còn 100%. Cái kiến trúc chùa này thì tôi được nghe các cụ kể lại là thiết kế theo kiểu chữ đinh, ý đồ là mang tính chất chữ đinh, tức là một cái mà nó cái rất bề thế, và thứ hai là nó rất là kiên định. Phía sau hậu cung là hai tòa điện thánh được xây vào thời Khải Định năm Canh Thân 1920. Tòa điện thờ thánh có hình chữ nhị, tòa ngoài gồm ba gian, hai đầu hồi được xây theo hình quai chảo, ở giữa đắp nổi hình hổ phù. Phía trong điện thờ nổi bật là kiến trúc kiểu vòm mái được xây dựng và trang trí khá cầu kỳ. Vòm mái giữa được ghép gỗ liền hình lòng thuyền, hai vòng cuốn giữa mặt trong được chạm thủng hình rồng phượng, mỗi bên có bốn con rồng và một con phượng uốn lượn trong mây. Mặt ngoài chạm thông cúc trúc mai hóa rồng thể hiện sự giao hòa giữa trời đất nơi cửa Phật. Dưới sở ngang giữa có bốn đầu ngư thể hiện đề tài cá hóa long. Hai vòng cuốn tiếp theo mỗi bên chạm thủng hình ba đầu hổ phù, ở giữa to, hai bên nhỏ. Mỗi vòng cuốn được trang trí một kiểu hoa văn khác nhau, tạo nên một bức tranh nghệ thuật muôn màu ở chốn linh thiêng này. Kiến trúc tiền Phật hậu Thánh đã tạo nên đặc trưng tiêu biểu của chùa Nôm. Qua lối kiến trúc này cũng như sự khéo léo trong cách bài trí tại nơi thờ tự, người ta thấy được sự hài hòa trong không chỉ kiến trúc mà còn cả trong quan niệm thờ tự độc đáo của người dân Việt. Phật điện cho thấy một sự giản dị như tinh thần Phật giáo, muốn tìm đến bản thể chân tâm, còn thánh điện thì sang trọng, lung linh, huyền bí như để tạo ra một cõi tiên giới trên phàm trần. Ở đây mọi người có thể cảm nhận được sự trang nghiêm nơi cửa Phật, nhưng đồng thời lại thấy được sự gần gũi trong những bài học vừa sáng đạo vừa đậm chất đời. Điều đó cho thấy tinh thần Phật giáo không ảo mà thực, như một thứ ánh sáng, chiếu rọi vào những ai muốn vươn lên sống thiện đức tự do. Từ cổ truyền tới nay thì chùa Nôm rất là cổ kính, và cái tiêu chí của ngôi chùa Nôm cũng như là nhân dân và nhà chùa thì thường xuyên là phải bảo tồn cái nét văn hóa cổ, sau đó rồi mới trùng tu tôn tạo, thì bất kể một công trình nào cũng vậy, bảo tồn và duy trì nhưng có phải phát triển. Thì trong cái sự phát triển, những chùa Nôm được trùng tu rất nhiều đợt, nhiều thời kỳ trùng tu, từ thế kỷ 15 một lần trùng tu lớn, thế kỷ 17 cũng một lần đại trùng tu,
Đến bây giờ thì nhân dân và Phật tử cũng được sự quan tâm của chính quyền mặt trận các cấp. Với Phật tử thập phương thì nhân dân và nhà chùa cũng trùng tu một lần nữa. Thì trong cái mở mang và phát triển về những cái kiến trúc văn hóa cổ thì phải bảo tồn, trước tiên là phải bảo tồn cái vốn có của chùa Nôm, là cái ngôi chùa cổ còn nguyên vẹn thì ta phải bảo tồn cái giá trị văn hóa cổ kính. Do ta phát triển một số công trình phụ trợ, những công trình phụ trợ là nhằm mục đích để nâng cao và tôn tạo thêm cái vẻ đẹp cho cái ngôi chùa Nôm cổ kính mà thôi. Theo truyền thuyết, từ xa xưa khu vực chùa Nôm là một rừng thông, trên có một am nhỏ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là sự biến đổi của thiên nhiên, am bị đổ. Vì thế người ta mới xây dựng trên đó một ngôi chùa. Từ đó ngôi chùa được mang tên Linh Thông Cổ Tự. Chỉ tiếc rằng cho đến nay không ai còn biết và không ai có tài liệu để xác định được chùa Nôm được xây dựng từ năm nào. Theo các bia ký còn ghi lại, đến thời Hậu Lê, vào đời Chính Hòa năm Canh Thân 1680, sau khi lên ngôi, nhà vua đã cho xây dựng lại ngôi chùa này. Hiện trạng của chùa Nôm là kết quả của nhiều đợt trùng tu, tôn tạo, khiến ngôi chùa vốn đã cổ kính, linh thiêng, nay lại trở lên uy nghi, lộng lẫy hơn. Đó là tam quan, nhà thờ bác, nhà tổ, lầu chuông, lầu trống và lầu quan âm. Đối diện với điện thờ là nhà tổ. Nhà tổ được xây dựng vào năm 2008. Đây là nơi thờ các vị sư đã trụ trì tại chùa Nôm qua các thời kỳ. Kiến trúc nhà tổ khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp từ chính trong sự đơn giản đó. 72 cột gỗ được dựng lên tạo thành hai lớp mái luôn tràn ngập ánh sáng không gian nơi nhà tổ. Bên phải sân là nhà thờ Bác Hồ. Nhà thờ làm toàn bộ bằng gỗ, nền lát gạch đỏ, có hai cửa ra vào hai bên. Bên trong có tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng, đặt trang trọng trên bệ thờ ở chính giữa bức tường phía trước, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn, sự kính trọng của tăng ni Phật tử, của con dân nước Việt với Bác kính yêu. Vẻ đẹp vốn có và sự linh thiêng của chùa Nôm không chỉ được nhân dân các vùng lân cận biết đến, mà hàng năm còn thu hút hàng vạn khách thập phương hành hương đến chiêm bái. Trong các lần về thăm và làm việc với Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng đã dành thời gian tới thăm và chiêm ngưỡng cảnh quan của chùa Nôm. Trong không gian chùa Nôm vẫn còn lưu giữ được hình ảnh một giếng chùa cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê. Hàng năm vào ngày hội làng 12 tháng Giêng, người dân làng Nôm đến giếng lấy nước và tổ chức lễ rước nước theo đúng với nghi lễ truyền thống. Vì thế mà giếng chùa ngày càng trở nên gần gũi và linh thiêng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, chùa Nôm là một ngôi chùa còn khá hoàn chỉnh và đồng bộ. Chùa còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý cả về phương diện lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Sự linh thiêng của ngôi chùa như còn thấm đẫm vào từng thớ gỗ, từng viên ngói, từng bức tường mang đậm dấu ấn của thời gian. Chính nơi đây sẽ đem đến cho du khách những khám phá và trải nghiệm thú vị khi tới thăm đất và người quê nhãn. Với lịch sử tồn tại lâu dài, cùng với những giá trị văn hóa, nghệ thuật được lưu giữ trong từng nếp ngói, từng pho tượng tại chùa Nôm thật sự trở thành niềm tự hào của người dân làng Nôm nói riêng và người dân Hưng Yên nói chung. Bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa tại chùa Nôm là việc cần làm để niềm tự hào về chốn linh thiêng cổ kính sẽ còn mãi trong lòng nhiều người dân thế hệ xứ nhãn.